Chào các bác, hôm nay em lên các bác một cặp nồi cơm Panasonic cao tần cấp bù, dung tích 1 lít điện 100V, sản xuất năm 2009. Cặp này rất đẹp nồi. Đồng hồ hiển thị giờ, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Chế độ nấu cơm ngon nhất của chiếc nồi này 56 phút. Hẹn giờ, buổi sáng, buổi chiều. Giữ ấm, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Chế độ nấu cơm ngon nhất chiếc nồi 56 phút. Hẹn giờ buổi sáng, buổi chiều. Giữ ấm, mọi chức năng hoạt động rất tốt luôn. Giòn xanh đẹp. Cặp nồi giòn rất xanh luôn, rất mới luôn. Rất mới luôn. Nòng son rất đẹp luôn, cốc bù ẩn. Nòng son rất đẹp luôn. Các bạn có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920. Cặp cao tần cốc bù ẩm, dung tích 1 lít điện 100V. Và giá mỗi chiếc là 1,5 triệu một chiếc. Rất đẹp luôn, hàng đã được quét dọn cẩn thận, vệ sinh sạch sẽ. Các bác mua về yên tâm sử dụng.